này là số 1, rất là dáng khéo. Ta nói cái nết trên giới cái đẹp nhưng mà này không có xấu, chỉ lùn thôi. À, bây giờ cô còn phải thua nó luôn. Hả? Nó dáng khéo quá cô phải thua nó. Người kia cô còn phải sợ nó. Cái gì không hợp với má thì nói luôn, để về nhà không có dịp để nói đâu nha. Đó. Má mua cho con hai cái bao tay đi. Hai cái bao tay về rửa chén với giặt đồ. Nghe lén. Mà má em nói với mẹ ruột, tụi nó dặn tôi mua cái bao tay cho nó giặt đồ rửa chén mà tôi nói giả bộ tôi quên rồi. Tôi quên, tôi không có mua để cho nó khỏi làm. Thôi. Đôi khi mình nghĩ hình như mình làm dâu. Làm dâu. Cô tên Nguyễn Thị A, năm nay cô 69 tuổi. Cô đến từ Thủ Đức, phường Linh Xuân. Dạ. Từ đó giờ cô sinh sống và lớn lên cũng từ Thủ Đức. Đó luôn, quê hương gốc gác của đó luôn. Còn dạ, đây là dâu cô. Dạ. Xin chào chú Huyền Linh, chào MC Lê Lộc. Dạ. Dạ, em tên là Thúy Di, quê em ở Cà Mau. Ở cuối bản đồ Việt Nam á. Em là dâu của má Út. Chị làm dâu của mẹ bao nhiêu năm rồi? Chị làm dâu mẹ được 1 năm rưỡi rồi. Ồ, thế hả? Mới đi thôi hả cô? Mới đi thôi. Cô là muộn lắm. Rồi cái ngày đầu tiên mà cô gặp dâu Cà Mau đó, cô cảm nhận thế nào? Cô bị sốc ghê lắm. Hả? Tại vì cô á, thứ nhất là ảnh hơi thấp, thứ hai là cô là người say xe mà từ đây xuống dưới Cà Mau cứ dâu cả vấn đề. Nhìn thấy hơi thấp hả? Nó hơi thấp đó con, nhưng mà tại vì nó mang quốc cao. Nhưng mà thôi, cái lùn không quan trọng. Không quan trọng, đúng rồi, cao thấp quan trọng. Nhưng mà ý mình cũng muốn có dâu nó cao. Nhưng mà rồi gặp nó thì nói quê ở Cà Mau, cô cũng hơi bị sốc. Cô lên xe là cô ói, nhưng mà con mình nó thương. Cô thiền con, cô 30 mấy tuổi rồi, cô cũng có dâu sớm chút xíu để già rồi giữ cháu nội không nổi. Nhưng mà con trai cô có cao không? Trai cô cao thất 75 á. Trời ơi. Vậy là cô gái này phải xinh đẹp. Cô gái này phải thật sự là đẹp từ gương mặt á, đẹp trong tâm hồn thì con trai cô mới yêu. Cũng khoảng 2 năm rồi con mới cưới, nhưng mà về chơi này là số 1, rất là dáng khéo. Ta nói cái nết trên giới cái đẹp nhưng mà này không có xấu, chỉ lùn thôi. À, khi mà chị gặp mẹ chồng lần đầu tiên á, chị ấn tượng điểm nào không? Tôi thấy mẹ dữ. Dạ, em với ông xã thì quen được 7 năm. Cái thời gian quen á thì gia đình không có biết, anh nhắc về chung với bạn bè thôi. Có dắt ra chợ, tại má em bán ngoài chợ á, cứ ngồi ăn đối diện má em bán, đang nói má anh đó, nhìn đi, sao nhìn thấy má khó quá, thấy sợ. Em nói nhìn lén, cô nhìn lén, nhìn lén, lén hả? Dạ, nhìn ngoài sau lưng thôi. Nhìn sau lưng sao biết má khó? Dạ, đang đứng bán ở ngoài chợ đó, cái quay qua quay lại vậy đây, cái nhìn lén lén nhìn con. Thấy mẹ, má thối tiền nói chuyện khách hàng này kia. Cô cũng đâu biết. Rồi lúc mà về làm dâu đó cô, con dâu nấu nướng giặt giũ rồi chăm sóc mẹ chồng thế nào? Phải nói là hoàn hảo. Về nhà dễ khéo mà lễ phép. Tiêu chí con là dâu là không được hộp. Chị này được cái ưu điểm là hồi xưa ở với bà nội. Bà nội già, bà nội chỉ dạy. Bây giờ cô còn phải thua nó luôn. Hả? Nó dễ khéo quá cô phải thua nó luôn. Người kia cô còn phải sợ nó. Mình giờ không lẽ mình lớn mình má chồng mình bài, con dâu mình nó dẹp hoài. Cô thì cô buôn bán. Rồi nhiều khi cô mệt quá, để đó sáng mai về dẹp. Còn nó dẹp tối nhà mình cũng phải ngán nó luôn. Dạ. Đi làm về quần áo nhà cửa bếp nút. Cô nhiều khi cô còn ở dơ, nó về bếp nút lắng con luôn. Nó hoàn hảo quá thì nghe cũng khó tin nữa. Dạ. Thật sự có hảo. Ở với bà nội già, bà nội khó lắm. Chỉ bảo từ ly từ tí. Thành ra nó về với cô. Cái miền Tây dễ được. Thương luôn cô. Người miền Tây dễ thương. Mà dân Cà Mau dễ thương vô cùng. Dạ. Khi mà con dâu về đó thì mình cảm giác rằng là cô gái này hợp với điều gì của mình hả cô? Hợp rất là nhiều điều. Thứ nhất là hát karaoke. Thôi đừng hát karaoke. Người già rồi không nổi đâu. Rồi, ăn uống rất là hợp. Giải trí nè. Hai mẹ con giản dị, hà tiện, chứ tiêu hà tiện lắm á. Dạ. Để dành tiền sống vàng mà chưa đủ sống vàng. Trời ơi. Thỉnh thoảng mẹ con đi chùa. Dạ. Đi chơi, thích trồng hoa trồng kiển. Thì nhà cũng có hát đúng không? Có. Này đam mê dân Cà Mau mà ca dạ, giọng cổ. Bây giờ mình làm câu nào đó. Làm dạ, câu đi, căng mình thôi nha, đừng mất mát. Ở nhà là má với em tập vợt rồi mà lên đây thôi, là thôi, má lại không chịu. Má ca chung xíu đi, cho nó vui. Lâu đi, lâu mới cô có dịp lên chương trình. Vậy đó. Em hát câu vòng cổ đi. Rồi em hát câu vòng cổ, đúng rồi, con hát vòng cổ đi. Thương nhau câu bồ làm đôi miên, một lá trầu xanh thắm nở duyên, cứ mỗi chiều về tắng bụi chờ, em còn quay vòng bóng người thương. Anh hứa với em khi nào mình nên duyên nên nợ, thì một lá trầu xanh cũng nên vỡ nên
dâu. Hay quá. Quá cái miền Tây. Dạ, cảm ơn chị. Vậy thì không biết là giữa hai mẹ con mình có cái điểm nào mà chưa hợp nhau không cô? Cũng có nhưng mà nó cũng không đáng kể. Dạ. Này là mê ngủ. Mỗi lần đi đâu về cứ về sớm nha con. Vậy tới tối mới chịu về. Cũng có phật ý nhưng mà cũng tha thứ được. Dạ. Còn điểm nào mà mình chưa hợp với mẹ nữa không chị? Cái gì không hợp với má thì nói luôn để về nhà không có dịp để nói đâu nha. Đó. Má mở lòng. Dạ. Mở lòng đó, cứ nói thiệt đi. Thật ra là em thương má như là mẹ ruột vậy đó. Tại vì 10 tháng là em đã ở với bà nội rồi, không có ở với mẹ ruột nhiều. Cái thời gian mà sống với mẹ ruột thì khoảng chừng vỏn vẹn 2 năm thôi. Tính luôn thời gian mà mẹ mang bầu rồi sanh em 10 tháng đó. Má thì cứ có những hành động rất là thân thương, chăm sóc mình. Tuy là không có nói bằng lời nhưng mà em cảm nhận được. Nhưng má nói nãy có chuyện gì không hợp nó nói luôn để về nhà luôn không nhà. Có nói đó. Không dám nói á. Nói đúng là cô xem nói như gái tại cô không có con gái. Dạ. Thôi cô thích gái mà đẻ con trai không? Rồi lần này có bầu đẻ con trai luôn. Thì hai người là cũng một tiếp người là phụ nữ của gia đình nên là thích dọn dẹp nấu ăn. Những người mà hợp nhau quá thì cũng ví dụ như em làm em sắp xếp chén đổ như vậy xong cái không được vậy không được vậy sắp lại cái má sắp lại không đúng sắp lại y con như nè y gì con đi cái lần sau má lại sắp lại y dạng khác nữa. Ủa gì mẹ chồng hay là nàng dâu chỉ đạo nói vậy phải vậy nói về cô thua rồi hồi xưa mẹ chồng đình chiến nàng dâu à. Hay nói câu đó mà giờ cô thua nàng dâu bây giờ đầu hàng luôn bây giờ đầu hàng đó. Nàng dâu chỉ đạo luôn đúng không nó chỉ đạo nó gọi mà làm gì à, nói giờ là nó sắp xếp lại hết chen bác này kia sắp xếp lại hết bây giờ cô đầu hàng đó rồi đó chứ được cái nó rất là giỏi nó qua bên chợ mà cô bán nó qua nó phụ một ngay là người ta bên chợ ta khen nó rồi con này nó giỏi cực kỳ. Ủa con hôm nay là bao nhiêu tháng rồi? Dạ con được 8 tháng rồi. Vậy thì trong cái cách mà dạy cháu á cô, hai mẹ con mình có hợp với nhau không cô? Quá hợp luôn. Ví dụ hồi xưa cha mẹ cho ăn cơm mà lúc cháu thì nhai cơm bây giờ cũng có. Rồi ăn cơm lấy muỗng thò vô miệng ấy cái được không cô không có. Thành ra đâu có nói gì thì cô dụ nuôi cháu được. Cô cũng tăng lắm. Thành ra dâu đang chỉ đạo mà. Nó đang chỉ đạo cô mà. Nhưng mà giữa mẹ chồng và nàng dâu thì ai chiều cháu nhiều hơn? Bà nội thì thương nhiều hơn. Tại vì cái thời gian em ở nhà với con thì ít. Toàn bộ trách nhiệm mà nuôi cháu, dạy cháu, rồi tắm rửa đâu là bà nội làm hết. Bây giờ nó cho cô thêm một chức nữa là chức chú em. Bây giờ cái ngày nào nó đi làm cô giữ em, ngày nào nó xuống ca thì con mới đi bán được. Thôi, đôi khi mình nghĩ hình như mình làm dâu. Làm dâu. Nhưng mà nói, nếu cô nói thì cũng khó tin. Nhưng mẹ chồng cháu không có gì mà thiền thích tới nhau, mà không có gì mà không hợp nhau. Thật sự là từ về tới nay cô nó không có gì mà phiền lòng. Có gì phải buồn á. Vui suốt vậy đó. Mình cứ nghĩ là chắc có lẽ là mới hay sao. Chứ mới có năm mấy em mới về sao, không biết sao. Chính mới này mình mới giải quyết nè. Mới này là câu chuyện hết sức là quan trọng. Có những câu chuyện mới mà mình cứ giấu trong lòng, rồi từ từ nó cũ như nó vẫn động trong đó. Đến ngày nào đó nó mới là nguy hiểm. Còn bây giờ mới mình giải quyết liền thì nó thoải mái lắm. Có cái tật xấu này nè, nói nhiều lần. Dạ. Ví dụ cô đi bán bên chợ, điện thoại thì để trong phòng phải nghe. Dạ. Cô gọi về lấy đồ, gọi không nghe. Cô phải miết sơm chạy về lấy đồ. Nói xong nha, tắt ngủ, con ngủ con tắt điện thoại. Con tắt điện thoại về má con trúng gió hay má bị cái gì à, sao điện về được. Dạ. Đúng không? Phải khắc phục chuyện đó. Phải rầy chứ nói ngay liền. Rầy đó. Tại vì người lớn tuổi á, ta có gì ta phải gọi con cháu liền. Nhưng có chuyện gì em đáng nhớ đối với mẹ chồng không? Em nhớ nhất là lúc mà em đi sanh á. Dự sanh của em là còn khoảng 10 ngày nữa mới sanh. Thì hôm đó đi làm về, thì tối hôm đó là đã đau bụng rồi. Hoài tới sáng luôn, chắc là nghĩ là gần sanh rồi. Mà vẫn đợi, gần tới 4 giờ rồi cái đi ra. Thì lúc đó là má không có nghĩ là em sanh, cho nên là vẫn chu�n bị đồ đi bán. Thì em kêu ông xã là chở vô bệnh viện đi, chắc em sanh đó. Em thấy em đau lắm rồi. Từ 4 giờ sáng xong tới 11 giờ trưa không có sanh được bình thường thì bác sĩ mới cho đi mổ. Mẹ em á thì ở xa, mẹ em ở dưới Cà Mau lận. Thì em sanh mổ xong rồi nằm trong đó thì cũng không có mẹ, cũng tủi. Tới lúc xuống phòng hồi sức rồi cái má mới vô. Lúc đó là nhớ nhất luôn á, tại lại mình nằm đó cái mà xí nha, xí nha. Tại vì cô làm đồ xong hết, cô đi bán 4-5 giờ nó đi, cô phải đi bán. Còn nha, chồng chạy về xin 2 triệu nha. Rồi má phải kêu mợ ba xuống giữ phụ chồng nha, thiếu cái đó nha. Thôi cô phải kêu mà chị dâu á, thôi giờ chị xuống giữ giùm, chứ giờ tôi lỡ đồ bán rồi. Thành ra phải chạy xuống giữ, về xin 2 triệu giấu. Đó là má rất yêu thương con dâu, nhớ từng chi tiết luôn. Về nhà thì mình ngồi đây ăn thì má ngồi kia nhìn, cứ nhìn coi thử ăn hết không.
nó má để đi hồi con ăn xong rồi con dẹp. Hồng cứ nhìn ngồi nhìn mà đâu có bới cơm mít đâu, cái ca nước đá xong phải bỏ hết cơm vô đó nhí yếm xuống dọn dẹp đồ mình quen tay rồi. Với lại mấy cái ngày mà em sanh á thì không có ai ở nhà, nói má má mua cho con hai cái bầu tài đi, hai cái bầu tài về rửa chén với giặt đồ. Nghe lén mà má em nói với mẹ ruột, tôi nói dặn tôi mua cái bầu tài cho nó giặt đồ rửa chén mà tôi nói giảm bộ tôi quên rồi, tôi quên tôi không có mua để cho nó khỏi làm. Nên thương cái đó, thương ghê lắm. Nghe đứt ruột à, nghe đứt ruột. Còn nữa, mẹ đẻ ra nó mập thì ăn cơm không dám ăn, không dám ăn con. Ủa sao ăn cơm ít nha, con sợ mập. Thôi con thưa con bố con cứ sợ mập à. Em tặng quà cho mẹ chồng hay là tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng chưa? Em có tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng một lần, là lần đó là ảnh dắt về là chỉ giới thiệu là bạn thôi. Lần đó chắc là má biết rồi, nghi rồi. Tại vì có chuyện nhật rồi. Nghe hơi gió là biết. Ảnh ngày xưa giờ ảnh ấy, xưa giờ là chưa bao giờ dắt bạn gái về, mà lần này dắt về chắc chắn là má sẽ biết luôn. Khỏi giới thiệu má cũng biết rồi. Kỳ sinh nhật cô đó cầm năm tư nhỏ lắm, nay 69 tuổi chưa có bao giờ có sinh nhật. Trời. Bữa đó con đi bán ở nhà tự nhiên thấy về bày ra bánh này. Ủa làm gì sinh nhật ai à? Sinh nhật má. Em nghĩ rằng là phải tổ chức sinh nhật cho má nhiều hơn nữa. Cô xưa nghèo khổ mà nhà quê đâu có biết sinh nhật. Quê đâu như... ở quận 9 đó giờ. Không rồi, nếp sống nó quen rồi đó. Dạ. Không, hồi xưa tên cô là quê. Hôm nay có con trai của cô gửi thư ha. Kính gửi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, chào hai MC Huyền Linh và Lê Lộc. Kính chào mẹ và chào vợ yêu. Con rất hạnh phúc khi gia đình mình được thêm một thành viên mới. Vui hơn là mẹ chồng nàng dâu giống như hai mẹ con, quá là tâm đầu ý hợp. Chỉ có một đặc biệt là mẹ chồng thích thức, còn con dâu thì thích ngủ. Vậy thôi, xin cảm ơn ông trời đã ban cho gia đình một nàng dâu, một người vợ tuyệt vời. Xin cảm ơn mẹ đã thương yêu và thông cảm cho vợ con, tận tâm dạy bảo như con gái của mình. Xin cảm ơn ba mẹ vợ đã tặng cho con một người vợ như mong ước. Và cảm ơn vợ đã đem lại cái niềm vui cho gia đình. Ước mong sao cho tình cảm này sẽ được mãi mãi dài lâu. Tâm nguyện của con là sẽ cố gắng ổn định cuộc sống để mẹ đỡ phải vất vả, an hưởng tuổi già vui cùng con cháu. Con cảm ơn nữa là dành cho chương trình đã tạo cơ hội cho mẹ chồng và nàng dâu có cơ hội giải bài cùng nhau. Kính chúc chương trình ngày càng hay hơn. Dư Quang Trung. Chồng em á là ít nói lắm. Viết những cái lá thư này mình thấy hết hồn luôn, bất ngờ ghê luôn. Về hưu đi, giữ gìn sức khỏe giống như là con trai nói nãy đó. Cuộc sống hai đứa nó cũng còn khó khăn. Dạ. Cô còn bươn chải được, cô phụ. Còn chị có mong muốn mẹ thay đổi điều gì không? Em chỉ mong muốn một điều là mẹ luôn luôn vui khỏe, sống vì bản thân mình nhiều hơn. Rồi, hai mẹ con ôm nhau nào đó, thấy thương quá. Cô cũng cảm ơn chương trình. Chúc chương trình ha, tóc đẹp càng ngày càng đi lên. Dạ. Khi nào lên chợ Linh Xuân thì con chăn muốn chạy giò chay nha. Thôi để cái tiệm cơm chay để nhớ Quỳ Linh Lê Lộc nha. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Mẹ khó tính lắm, cho đang căng nữa. Nên đi cô mắt, tự nhiên con gái mình dẫn thằng nào về không biết luôn. Mốt mà Lê Lộc mà chịu làm dâu cô, tao nói gì thì Lê Lộc dễ cho con luôn. Dễ luôn. Xin được cảm ơn nhãn hàng Son Yurika đã đồng hành cùng với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chào MC Quyền Linh, chào MC Linh Lộc. Dạ, chào cô. Dễ thương Rất vui được chào đón cô với lại con rể ha. Xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Cô là Nguyễn Thu Tư, 65 tuổi, quê ở Đức Huệ, Long An. Dạ, xin mời anh ạ. Dạ, em chào MC Quyền Linh, em chào MC Lê Lộc và chào quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Huỳnh Trọng Ân, năm nay 30 tuổi, em đến từ Tiền Giang, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Mình làm rể của mẹ được gần 3 năm rồi. Mình có em bé chưa nhỉ? Mình có em bé được 15 tháng rồi. Chúc mừng nha. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con rể tương lai thì cô cảm nhận về chàng rể như thế nào? Lần đầu tiên á, bé Diễm dẫn tôi với ba nó là đi Hậu Nghĩa rước bé Út. Thế rồi sau là Trọng Anh nè, đi về tôi hết hồn, tôi nói ủa sao mà không nói trước mà thấy hai đứa nó về, tôi cũng mừng. Tôi ghé nhà bạn tôi chơi, rồi sau á ba nó rước Trọng Anh với Diễm vô nhà của bạn luôn. Thế rồi ăn bữa cơm thì ấn tượng thì thấy chàng rể dễ thương,
mình thấy cũng đẹp trai, cũng xứng với gái mình. Về cũng nói tôi thấy này đẹp. Dạ, cho em xin kể thêm xíu nữa là cái ấn tượng đầu tiên á, là lúc đó thì cũng tưởng là một cuộc gặp mặt đầu tiên bình thường thôi, nhưng mà sau này á, về nhà kể lại thì mới biết mình, em muốn té ngửa luôn. Gia đình bên đó là đã có đính hôn từ nhỏ, giống như hồi xưa dưới quê đó. Bạn bè. Dạ, bên đó có con trai, bên mẹ có con gái, thì hai bên sẽ là khi mà con họ lớn cũng muốn hầu xui với nhau đó. Thì hôm đó là bên đó có ý mời mẹ và vợ em qua để xem mặt, nhưng mà không ngờ hôm đó là vợ em lại dẫn em về chơi. Hôm đó em cứ qua em cứ ăn uống bình thường luôn. Sau này đây ta cũng phải ăn cơm rồi. Dạ. Có gì rồi cái câu chuyện kia sao? Ủa, cái gia đình bên kia thì sao cô? Gia đình bên kia thì sao? Rồi cái tình là im luôn, không nói gì hết. Cái bạn nam bên kia biết bỏ đi luôn. Có bạn trai cái bỏ đi luôn. Thế là đứng dậy nó chào cô đi. Ủa mà chẳng lẽ con gái cô không biết là hôm nay gia đình sắp xếp? Không biết. Nhưng mà anh này mới gặp lần đầu tiên là chịu anh này hơn. Đúng vậy. Thì khi là anh này khá hơn anh kia. Không, bên kia khá hơn. Bên kia nhà lầu 3 tầng. Nhà trọ có một dãy, có hai đứa con. Đúng luôn hả? Đúng vậy. Nhưng vậy anh này có cái điểm gì mà nổi bật gì vậy cô? Tôi không có hỏi là giàu có không gì, tôi thấy gương mặt dễ thương thì chịu. Có cảm tình. Có cảm tình tôi chịu Mà nhớ hôm đó là không phải chỉ chơi đến uống nước trà bình thường đâu. Mà ăn uống luôn, ăn cả buổi luôn. Đấy, từ sáng mà tới chiều mới về luôn. Giống như cái buổi năm mắt vậy đó. Mà hôm đó em về ngượng ngùng như vậy hả? Dạ tôi chưa biết, lúc đó em chưa biết, lần đầu tiên chưa biết, em ăn quá trang luôn. Còn nhậu luôn với bác bên đó luôn mà. Sau này em nói trời ơi, sao mẹ em nói sốt với con. Lúc đó lỡ có gì mà con bị quýnh chết luôn. Anh ấn tượng ở mẹ điều gì? Lần đầu tiên thì gặp mẹ thì cũng mẹ cũng không có nói chuyện vui cười nhiều, tại vì mẹ khó tính lắm. Đâu lúc đó đang căng quá. Lúc đó đang căng. Lúc đó đang căng. Cũng có thể cho đang căng nữa. Nên đi câu mắt mà tự nhiên con gái mình dẫn thằng nào về không biết luôn. Tưởng tượng vụ căng thiệt đó. Căng thiệt á. Cưới rồi anh rồi cô có mời bên đó không? Không. Cái thằng mà không mời. Không dám mời. Thiệt là tình. Bởi vì duyên số nằm ở đó. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Làm rể thì em thấy em với mẹ vợ hợp nhau. Thì lúc đầu thì cũng như em kể thì em thấy mẹ khó lắm. Nhưng mà sau khi về thì hiểu được tính mẹ thì thấy mẹ dễ hơn. Năm đứa người con gái, gái này là dốt á, một thằng trai. À. Đó ba ngày tuổi chưa cái gì. Mốt mà Lê Lộc mà chịu làm dâu cô, ta nói gì thì Lê Lộc dễ vậy. Con đẹp trai lắm. Thôi vậy đồng tiền, có hai đồng tiền giới thương. Có đồng tiền không? Hai đồng tiền đúng luôn. Không mà cô có hứa hẹn với bên nào chứ? Không, chưa. Em nghĩ là ở trong gia đình mình chắc vui lắm đúng không anh? Cười suốt thôi đúng dạ, không? Đúng rồi, bây giờ là về là mẹ con nói chuyện vui lắm. À, có gì mẹ cũng kể, nó nghe chuyện hàng xóm luôn á. Đúng rồi. Ân lại đây mẹ kể cho nghe cũng như hồi trưa này nè. Ân, qua mẹ qua nhà hàng xóm mẹ có chuyện vui lắm. Chuyện con gái họ gì mẹ kể luôn, dạ thật tình lắm. Vậy có khi nào mà đem chuyện trong nhà kể ngoài đường không? Trời, em không biết. Chắc có. Không có đâu. Tôi đang giữ em bé cho Trọng Ân nè. Là mười mấy tháng dạ. Giữ giùm cho hai đứa đi làm. Ăn giữ chứ không giữ ra nó cũng nói một vòng. Có bao giờ em có gì mâu thuẫn hay căng thẳng gì với mẹ vợ không? Dạ thì lúc đầu thì sợ lắm, tại mẹ khó lắm, đâu có nói chuyện được nhiều đâu. Nói chuyện hai ba câu là vậy lãng đi chỗ khác à. Nhưng sau này mới hiểu tính mẹ nhiều hơn. Dạ. Tại vì mẹ không phải là khó tính mà là mẹ muốn tốt cho con cái. Nhưng mà cô ơi, cô chưa hợp với anh ở điểm nào cô? Trọng Ân nó cũng hay nóng, tính nó hay nóng. Dạ. Có giờ cô giận nó điều gì không? Không, nó cũng không làm gì cũng giận. À. Tại vì sáng nó đi làm thì cũng là thưa mẹ con đi làm, đi về là thưa mẹ con đi về. Vậy đó, thấy nó cũng là ngoan ở chỗ đó, với nó về nó cũng phụ giúp nấu ăn rồi tôi không có nấu. Tôi chỉ giữ bé thôi, nó về nó nấu phụ là vợ nó giữ em. Ngon không cô? Cũng được, phải nó nấu sao tôi không vậy. Đâu dám chê nó nấu sao. Con nó cũng ngon mà mẹ nói vậy. Mẹ em có tính dễ thương lắm. Tại vì ngoài thời gian tụi em đi làm thì có mình mẹ ở nhà với bé thôi. Còn thời gian còn lại mẹ em rất là dễ ngủ. Ví dụ tụi em về là mẹ có nói thôi con mẹ giao lại cho hai đứa con của hai đứa con đó. Mới quen nó trước đó sau rồi cũng kể, mình cũng kể là hôm nay con đi dậy nhìn qua mẹ ngủ nói gì nói chứ tiếng chứ mẹ rất là dễ ngủ. Thôi nào bà ru con ngủ rồi bà ngủ trước con cháu không? Cũng muốn vậy đó. Phụ
có mấy lần mẹ không có ngủ trước luôn kìa. Ngủ biết sao ông vỗ mơ đó chứ ngủ thì không ngủ thì ngủ sao nó không biết nó có ngủ chưa, mình cũng nằm ngủ luôn. Có mấy lần về thấy mẹ thấy đưa thằng con của em nó nằm trên võng mà nó ngoa 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 trong khi mẹ ngủ khó. Con nó mẹ ơi mẹ ngủ dữ vậy. Nó có câu là hãy ngủ ngủ đi con, bà ngủ trước nghe con. Thằng đó ngủ á thì biết bắt hát hát vài câu mà hát sao hình như nó mùi muốn ngủ luôn. Hát sao hát sao mẹ em đứng hát cải lương. Ủa vậy hả? Dạ mẹ em ở cái vùng mà hồi xưa gọi là cái vùng mà trung tâm của cải lương á, vùng Vàm Cỏ Đông đó. Có bà Vàm Cỏ Đông. Dạ đúng rồi. Vàm Cỏ Đông. Dạ đúng rồi. Mẹ em hay nếu rảnh là hay thường là vu vơ hát một vài câu cải lương như vậy đó. Làm câu với cô. À, tôi xin giới thiệu, tôi hát bản dòng sông quê em hát cho Quyền Linh với Lê Lộc nghe nha. Dạ. Chiếc xuồng nhỏ đó ha. Chiếc xuồng nhỏ đưa em về sớm nhỏ, nghe rì rầm tiếng sóng vỗ gần xa, dòng sông quê đẹp ánh trăng à, nghe câu hát xa xa lòng anh chạnh nhớ. Từ buổi quen nhau anh thường kể em nghe chuyện màu xanh trên dòng sông Vàm Cỏ, kỷ niệm quê hương hay tình em đó, rồi năm tháng xa nhau như con sóng nhỏ trong lòng. Dòng nước trong xanh soi ánh trăng rằm, mấy mươi năm sông cùng ta ra trận, là bấy nhiêu lần sông chở nặng chiến công. Màu xanh quê hương lớn lên trong bơm gầm lửa đàn, măng dài mưa ngàn có tình mẹ chắc chiêu. Dòng sông tôi yêu chở nhiều nhung nhớ. Anh có hay tặng quà cho cô không cô? Có, tặng quà 8 tháng 3 tặng cho vợ nó rồi tặng cho cô. Nói tới quà thì mẹ em vui tính lắm, nhưng mà thật sự có nhiều cái vui mà cười ra nước mắt á. Thì em có nhớ một lần em có tặng cái điện thoại cho mẹ. Thấy chưa, quên cái điện thoại. Dạ. Thì nhớ cái điện thoại con tặng cho mẹ nhớ không? Tặng điện thoại. Dạ. Dạ điện thoại bình thường, tại vì bình thường bấm số mà mẹ không thấy đường. Mẹ đang ở quê thì cuối tuần tụi em về thăm mẹ. Nhưng mà về không hay nhà đóng cửa. Thì cứ nghĩ là mình mua điện thoại thì điện số điện thoại đi gặp mẹ, nhưng điện hoài luôn. Thì bỏ trong nhà. Mình đi ra đồng á, mình sợ mưa ướt hay gì đó rồi cứ bỏ nhà luôn. Mẹ đi quá trời luôn. Lúc mà về nói mẹ, mẹ ơi con mua điện thoại không phải về để con tự nghe nhạc. Con muốn nói chuyện với mẹ. Cho mẹ cái quẹt đặt đi. Dạ. Có mua rồi mẹ không chịu xài. Mua đi. Tôi không biết tôi xài nên. Chỉ xài coi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, Bạn Muốn Hẹn Hò, Vợ Chồng Son này kia. Đúng ra là tôi thấy trên truyền hình Quyền Linh Lê Lộc tôi cũng ước gặp lắm, mà ngày nay là tôi gặp là tôi mừng lắm thiệt, làm như tôi chắc tôi trẻ thêm vài tuổi tôi mừng thiệt tình đó. Cảm ơn cô, để lại thăm hàng xóm nha. Con gái cô có gửi một cái lá thư. Trời ơi sao dài dữ. Chào mẹ của con, thông qua chương trình này con có rất nhiều điều mà tự thâm tâm mình, rất ít khi tâm sự hay nói cho mẹ nghe. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để lo cho con đến lớn khôn. Khi con tìm được một nửa cuộc đời của mình, lên chức làm mẹ và mẹ lên chức bà ngoại á, thì mẹ lại cực khổ trăm bề hơn nữa. Chào một nửa mảnh ghép tình yêu của em, anh đã che chở em cùng với em đi qua một chặng đường khó khăn nhất của cuộc đời này. Anh phải vất vả trong vòng xoáy mưu sinh, cơm áo gạo tiền, nhưng mà vẫn phù vào việc nhà và bún vén cho gia đình nhỏ của mình. Em cảm ơn và yêu anh rất nhiều. Thông qua chương trình, con muốn mẹ lo cho bản thân mẹ nhiều hơn. Mẹ bị huyết áp và tim mạch đó. Mẹ thì có tính hay tiết kiệm, nên con muốn mẹ đừng có tiết kiệm nữa, mà hãy mua những gì mình thích mẹ nhé. Con mua đồ cho mẹ thì mẹ ít mặc lắm. Với chồng, em muốn anh bớt nóng tính lại. Đôi lúc em biết anh bị áp lực công việc nên hơi cáu gắt. Nhiều lúc em cũng thông cảm, nhưng có đôi lúc em cũng buồn vì những câu nói vô tình của anh. Anh lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn, ngủ sớm hơn và ăn đúng giờ hơn. Thương mẹ, yêu chồng. Một cái đây là lần đầu tiên mà vợ em
để nói ra những cái nỗi lòng mà trước giờ chưa bao giờ. Con xin phép mẹ là vợ con chưa bao giờ nói với con những cái lời thật lòng trong lòng của vợ con vậy. Thì cái cuộc sống mưu sinh mà sáng dậy ra phải làm sớm, mà tối về có khi mẹ, có khi vợ và có khi con của em đã ngủ rồi, thì không có thời gian để nói chuyện rất là nhiều như vậy. Thì hôm nay thông qua chương trình thì cũng đầu tiên cũng gửi lời cảm ơn đến mẹ. Cho dù mẹ rất nhiều bệnh nhưng mà mẹ cũng đã dành thời gian để phụ tụi con. Và thông qua chương trình cũng cảm ơn vợ. Thật lần đầu tiên trong những cái năm tháng mà quen nhau thì vợ đã nói ra những cái thật lòng trong lòng của vợ. Anh thấy rằng em cũng muốn khóc nhưng mà em ngăn những giọt nước mắt đã rơi xuống. Dạ đúng. Bởi vì những cái lời lẽ đó làm cho trái tim mình nó rung động và cảm giác yêu vợ nhiều hơn, đúng không? Dạ. Cô có muốn nói gì với con rể của mình, muốn con mình thay đổi điều gì không? Thì con bớt nóng tánh, chứ mẹ cũng không thấy gì, cái gì con cũng hoàn hảo mà điều con có khi con thấy gai gắt, thấy gương mặt con hơn gì về á con khó chịu thôi chứ cô không có nói gì mẹ vợ hết. Dạ. Đúng là vậy. Tại vì mệt mỏi. Mưu sinh tất bật, cô biết rằng cuộc sống bây giờ đó đôi khi á là người ta quên ăn quên ngủ, quên đi gia đình của họ đang chờ họ, họ cũng vì gia đình mà phải mưu sinh. Thấy dạ. đi sớm gì đâu từng gì. Dạ. Con hứa từ nay tụi con sẽ quan tâm bà mẹ nhiều hơn. Thôi giờ mẹ cũng cảm ơn con. Chúc cho hai em mãi mãi hạnh phúc. Chúc cho cuộc sống thành công hơn nữa để bớt vất vả mưu sinh. Dạ. Cho hôn lên lọc cái. Dạ. Mẹ thấy dạ. thương quá thấy trong tình hình không chứ không thấy. Không thấy. Dạ. Sao giờ. Dạ con cảm ơn cô. Ôi trời xuống hồn. Trời ơi tại con rung, cô hôn với con là... rung quá. Dạ. Không có thấy trong truyền hình chứ ở ngoài Quyền Linh rồi cũng không có gặp Quyền Linh được. Nói là ước gặp Quyền Linh nói chuyện là mà có gặp đâu. Dạ. Thấy thương quá. Thấy thương đẹp trai. Cảm ơn cô. Đây một món quà để có thể nhớ Quyền Linh Lê Lộc. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-in-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương hương thơm còn mãi. Còn đây là em nghĩ là anh sẽ là món quà dành tặng cho vợ. Bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Son lì không chì với nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, giúp tự tin trong mọi ánh nhìn. Còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và anh đã đến tham gia chương trình ạ. Nó nhiễm rồi. Từ cô đem lên tặng cho Quyền Linh với là à có xíu muội hả? Có đem lên. Dạ có đem lên, dạ. À, có đem lên. Giờ dạ. Tặng cho Lê Lộc, tặng cho Quyền Linh về uống Lý Thảo ha. Dạ, quê hương nhà có trồng tắc á. Dạ. Có sao nói vậy đó. Ôi về chú Linh lấy hết rồi cô. Chú Linh cầm giùm. À đúng rồi. Cầm giùm đâu có lấy hết đâu. Đâu đợi lấy hết. Và ăn hết thôi chứ đâu lấy hết. Hứa đi, hứa 21 Tết xuống nhà trồng, nhà trồng mà tắt nhiều lắm, cả mẫu lắm mà. Cảm ơn cô ạ. Thương quá, dễ thương quá. Rồi dày lật rẻ lại nữa đó.